Xin chào mọi người, chào tất cả các bạn, các cô chú bác, anh chị em gần xa. Chào mừng đã đến với kênh Đậu Kitchen. Mình là Đậu Đậu và đây là mẹ của Đậu. Mình tên là Trúc. Đây là video đầu tiên của kênh Đậu Kitchen. Đây là bếp nhà Đậu, sẽ là nơi sản xuất các video về nấu ăn, sắp được phát chiếu trong tương lai gần. Hoạt động với tiêu chí là sẽ đưa ra các video về nấu ăn nhanh, gọn lẹ, ngon, bổ ích ạ. Mọi người có thể ủng hộ cho Đậu Kitchen và tăng thêm động lực cho hai mẹ con sản xuất ra nhiều video mới hơn nữa bằng cách like video, share video và đăng ký kênh theo dõi. Và không quên nhấn chuông để khi có video mới thì nó sẽ báo cho mọi người biết. Đậu Đậu ơi, giới thiệu cho mẹ đi, không biết nói gì nữa. Ok, chào mọi người, hẹn gặp mọi người vào tối thứ bảy nha. Đậu Đậu đi ngủ đây.